Mọi người, chào mọi người đã quay lại với kênh của Bằng Tâm và xem những video về giới thiệu xe cũng như bàn giao xe nha. Hôm nay tiếp tục lại là một cái video về nghiệm thu xe. Đây là cái con xe Hyundai N250SL thuộc sở hữu của chỗ chị Lộc tại Chợ Gạo Tiền Giang. Thì bên em đã nhận đóng con xe này là trên cái nền là thùng mui bạc full inox 304 bẩn nhôm, một cái kiểu thiết kế thùng gần như là gọi là cao cấp nhất trong cái phân khúc mà thùng mui bạc rồi quý anh chị. Đó, nói chung là gọi là từ đà đi lên luôn á, từ đà lên là full 304. Khách hàng này là chở hàng gia cầm cho nên là bắt buộc là phải đóng cái thùng như vậy thì nó mới xài được về lâu về dài được. Và thêm cái nữa là cái thùng này á là anh chị chạy những cái vấn đề liên quan tới phân gà này kia, nước này kia, nói chung nước đá gà này kia, anh chị đóng cái này mà đóng luôn bộ đà nha thì nó mới bền được. Và đi kèm với cái con saxi của nhà Hyundai thì khỏi phải bàn về chất lượng cũng như khỏi phải bàn về độ bền rồi. Đó, quan trọng là về giá cả thôi. Nói chung là giá em cũng có thương lượng với khách hàng, gọi là thuận mưa vừa bán. Đó thì hai chị em cũng đã vui vẻ chốt với nhau để ngày hôm nay em đã có thể gọi là hân hạnh để nói với khách hàng rằng là em đã hoàn thành xong được 80% quãng đường rồi. Chúng ta chỉ cần đi nghiệm thu xong về cắt ra một số cái cản bọng này kia rồi chúng ta tiến hành gia cố thêm một xíu nữa, một số chỗ theo yêu cầu khách hàng nữa là sẽ cho xe đi bàn giao được rồi ha. Xe này thì tầm tuần sau đem bóng số được rồi nha quý anh chị. Đó, em báo chị luôn á, tuần sau em cho xe đem bóng số được rồi. Sau khi đi nghiệm thu về có phiếu là chúng ta đi liền. Đó, con xe của chỗ chị Lộc á là chốt là con N250XL thùng dài 4m3 ha, chừng 3m6, hiện tại đang hết hàng nha, đang chờ phải ra phiếu Euro 5. Đó, con này đây N250XL ha, xe rất là đẹp, xe màu trắng đậu ngoài cho nên là nó hơi dơ xíu, không cảm nữa em xin phát một là ok la liền, không vấn đề gì cả. Quan trọng là chất liệu, chất lượng xe thôi. Đây, cái lốc này là cái lốc về cái thông số kỹ thuật xe. Nếu mà chị muốn coi thì chị có thể bấm vào bấm dừng lại để có thể xem kỹ hơn về cái lốc thông số kỹ thuật xe cũng như là các thông tin ha. Này năm sản xuất 2024 nè quý anh chị. Đó. Rồi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì xe của mình là hiện tại nó sẽ được trang bị là 3 chỗ ngồi bằng ghế da quý anh chị. Chờ chị Lộc bóc zin ha, bóc tem nó. Xe rất là đẹp luôn. Trời ơi, nội thất thì thôi khỏi phải bàn rồi, chất lượng là tuyệt vời luôn. Đó. Chị thấy không? Vô lăng là vô lăng 2 chấu nè ha. 2 chấu. Rồi cái phần thiết kế ngay mặt tắp lô ngay đây thì khỏi nói rồi. Cần số thì đọc đẹp long lanh luôn, 6 số tiến, 1 số lùi. Đó. Này em còn chưa lên option đâu nha quý anh chị. Sương vậy thôi, nhá cho chị xem cái bằng nội thất xe thôi. Nữa em còn làm lại. Hầu như xe này em bán em cũng phải làm nội thất lại hết. Vì nó cho nó mới xịn chứ mới xứng đáng với cái con xe khách hàng mua cũng như là khách hàng đầu tư, chứ xe này xe hãng mà. Phải đẹp thì khách hàng về khách hàng mới giới thiệu thêm, đúng không? Rồi, thùng này là thùng mui bạc bẩn nhôm. Quy cách của nó sẽ là thùng dài 4m3 nha quý anh chị, 4m3. Bẩn nhôm, 5 cái bẩn nhôm và toàn bộ trụ ở ngoài sẽ là trụ U10 4 ly ha, U10 4 ly. Rất là dày luôn anh chị thấy không? Độ dày của nó là hú hồn chưa? Inox, toàn bộ là inox 304 hết. Nè anh chị thấy không? 304 nè. Nè. Toàn bộ 304. Anh chị thấy món hàng không? Món hàng bên em nè. Toàn bộ là hàng dãy cá hết, không có hàng chấm bon nha, không có hàng bon như mấy đại lý khác. Là làm vậy thì nó sẽ tạo được một cái sự cứng cáp nhất định khi mà anh chị chở hàng vậy lâu dài, nó sẽ không có bị bung mối hàng nha. Đó, quá đẹp rồi, ôi thôi tuyệt vời. Chất ngoài thì bằng inox dập sóng ha, inox dập sóng. Cái này là theo bản vẽ nha. Nữa khách hàng về nếu mà muốn bỏ cái khoang trên ra để hàng của mình nó thoáng thì em sẽ cắt chừa cái khoang trên đây để cho anh chị xem nè. Em sẽ cắt chừa cái khoang trên, là cái khoang cái này nè, em cắt ra chừa cái phía trên, em chỉ chừa xương lại phía trên thôi. Đó. Lường tôm lại bằng inox và cái lường cái con lường đây đó, thì trắng 2 ly nha. Đó, dày. Một bẩn hay là mỗi bẩn hông á là mỗi một cái bẩn vậy á là 4 cái lề. Đó. Tôm nè. Hoặc là nghe tanh tách là đã không? Đó. Nó. Mà anh chị thấy món hàng không? Thùng xe người ta, món hàng của người ta nè. Hàng rất là chắc luôn. Hàng toàn bộ là hàng liền hết, không có hàng chấm bon nha. Còn ở phía trên đây á, thì em làm ở dĩ. Đó, em làm ở dĩ. Đó, đều có tôm để chúng ta có thể tháo cái thanh này ra phía luôn để đi hàng cao lên. Rồi, ở phía sau. Đó, ở phía sau đẹp không? Bẩn nhôm, lường ốc, khung bao đèn bằng inox nữa, em làm thêm cái thanh trắng đèn. Cản này nữa là em bỏ cái thanh cái lam trắng này ra luôn nha. Em bỏ cái lam trắng này ra, em bỏ cái cản này luôn. Em làm lại cản đèn. độ lên nữa. Trời, tuyệt vời, nhức cái nắp luôn anh chị ơi. Em rất là háo hức khi mà xe đi nghiệm thu về thì cái thùng xe nó sẽ còn phải làm lại nữa và sẽ đẹp long lanh luôn. Tiếp tục lại Chợ Gạo Tiền Giang là chuẩn bị thêm một idol xe tải nữa, Hyundai N250SL nha. Em rất là mong chờ. Sàn con này sẽ là sàn lá me nha quý anh chị. Lá me. Đây, mở cho anh chị xem cái tinh hữu quen hồi trầm mưa nữa, không có về được. Bình Tân mà chạy qua quận 12 để nghiệm thu cho khách hàng, quá nhiệt tình rồi. Đó, cái tấm inox này á là em làm lá me, inox lá me rất là dày và chắc chắn luôn nha, dày lên tới là 2,5 ly nha quý anh chị. Cái sau cabin cũng là inox luôn nhưng mà nó mỏng hơn tí, nó khoảng tầm là gần ly, gần ly. Ôi rồi, tuyệt vời. Toàn bộ món hàng ở đây thì em đều hàng liền, em hàng giải cá hết nha. Đó, và cái tấm inox này là một tấm inox phẳng, ý không phải là phẳng, gọi là một tấm inox kéo dài luôn chứ không phải là 4 tấm inox hàng ghép nha. Đó. Rồi thì cơ bản là như vậy, với lại ở ngay mấy cái phần góc của mấy cái chuồng heo nè, em đều có mấy cái miếng tam giác này để thùng lại cho nó chắc. Đó, kèo sẽ là nâng hạ được nha quý anh chị. Đó, cái con xe em đây hôm bữa em mới vừa up video xong á, anh chị có thể bấm vào coi nha. Con này 900 bửng nhôm, con này của anh Thịnh, con này của chị Lộc. Em còn một con bửng nâng nữa, IS 350 bửng nâng đang đóng ở phía trong, đang gia cố cái phần bửng nâng ở phía trong nữa. Ít bữa nữa em sẽ lên cho quý anh chị xem luôn. Đó, quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Rồi thì cảm ơn mọi người đã xem video của em nha. Và anh chị nào muốn đóng cái thùng full inox 304 bửng nhôm trên nền Hyundai xe Hyundai thì liên hệ với em để báo giá cho quý anh chị, cũng như là gửi một số quy cách thùng, mẫu thùng để cho anh chị nắm hơn về con xe này ha. Cảm ơn chị Lộc. Rồi hẹn mọi người ở cái video tập 2 khi mà hoàn thiện con này xe này xong nha.